Khi mà quý vị được người khác hay mở luân xa thì sau này cái luân xa này nó cũng có thể dừng lại, nghe quý vị. Và khi mà quý vị rơi rớt và trong ba cái trường hợp sau đây thì quý vị chỉ làm cái luân xa của mình nó bị dừng lại. Cái trường hợp thứ nhất là chúng ta coi như quên tập một ngày. Một ngày của trường sinh học không tính bằng 24 giờ đồng hồ mà tính từ cái giấc ngủ chính của ngày hôm nay, của ngày hôm trước cho đến ngày hôm sau. Và giấc ngủ chính là từ 90 phút đổ lên và giấc ngủ phù là 60 phút đổ lại. Và cái giấc ngủ chính này á, là chúng tôi xin lấy cái ví dụ về cái trường hợp mà một ngày của trường sinh học dài cũng thật là dài và ngắn cũng thật là ngắn. Thì chúng tôi xin lấy cái ví dụ trường hợp là cái ngày của trường sinh học dài thật là dài. Ví dụ như hôm nay quý vị coi như về mà chúng ta coi như chưa ngồi tập mà ở cái người thân của mình bị bệnh đau, khi mình đi đưa họ đi nhà thương coi như cấp cứu, thì cái thời gian mà mình đưa cái người thân mình đi cấp cứu vô bệnh viện thì thời gian đó mình chưa ngủ. Và tới cái ngày sau nữa, cái là mãi tới chiều hôm sau á là mới có cái người nhà mình vào coi như thế mình để mình về. Thì quý vị nên coi như ăn uống, coi như nghỉ ngơi, coi như tắm rửa xong là quý vị nên ngồi luyện tập để mình giữ được cái luân xa nghe quý vị. Đó, nếu mà quý vị ngủ nó thêm nữa qua coi như 90 phút là quý vị qua hai cái giấc ngủ chính là quý vị sẽ cái luân xa của chúng quý vị sẽ bị dừng lại. Hoặc như cái trường hợp mà quý vị bị coi như bị đeo coi như bất tính 7 ngày 10 đêm gì đó, thì chúng ta khi mà chúng ta tính lại là chúng ta vẫn coi như chưa qua hai cái giấc ngủ chính, là chúng ta có thể ngồi tập là luân xa của chúng ta vẫn chưa dừng lại. Đó, đó là một cái ngày dài thật là dài và một cái ngày ngắn cũng thật là ngắn. Ví dụ như hôm nay mà sáng mà chúng ta coi như mà chưa ngồi tập thì sáng mình ăn sáng xong cái mình lên võng mình nằm, cái mình đụng đường đậu, cái mình nghỉ thâu nằm nghỉ xíu rồi con coi như mình vô mình tập, sau đó mình đụng đưa cái võng một đậu cái nó ngủ quên, ngủ tới 2 giờ đồng hồ sau mình mới giật mình dậy, thì cái trường hợp này cái luân xa của chúng ta nó đã bị dừng lại đó. Vậy nên quý vị coi như chú ý vậy, sáng là quý vị nên coi như ngồi tập để mới giữ được cái luân xa cho mình. Nếu mà quý vị coi như không được tập mà quý vị qua hai cái giấc ngủ chính là quý vị sẽ bị luân xa của chúng ta nó sẽ bị dừng lại. Còn như coi như tối mà ai mà đi vệ sinh thì không tính, mà ai ngủ trưa cũng không tính, hoặc là ai mà coi như mình coi như có con nhỏ coi như cho bú coi như cũng không tính. Nhưng cái trường hợp mà quý vị coi như là coi bóng đá thì quý vị phải ngồi tập lại, vì cái thời gian mà coi bóng đá nó rất là dài, đã coi như trên 90 phút rồi. Nếu quý vị coi bóng đá là quý vị phải ngồi tập rồi quý vị mới được đi ngủ. Đó là cái trường hợp thứ nhất. Và cái trường hợp thứ hai mà chúng ta phải giữ là chúng ta không được để những cái thầy bùa, thầy ngái giúp mình cho mình. Thì coi như trước đây mà quý vị coi như chưa học trường sinh học thì chúng ta có thể đến những cái nơi đó xin bùa, xin phép, xin phái mình đem về nhà mình đeo vô vẫn được như thường đó. Hay là mình đến đó mình xin nước bùa, nước phép, nước thánh của họ uống vào vẫn được như thường. Nhưng hôm nay quý vị học cái trường sinh học này rồi là quý vị không được đến đó nữa đó. Vì khi mà quý vị học trường sinh học là cái năng lượng dương và những cái nơi đó là cái năng lượng âm. Mà năng lượng âm thì người ta nói là âm thịnh thì dương suy, quý vị mới học về cái năng lượng nó còn ít nên làm cái luân xa của chúng ta nó bị dừng lại. Và nói như vậy thì khi mà có một số người mình coi như trước đây mình xin cái bùa, cái phép của họ mình đeo thì làm sao? Nếu mà quý vị sợ thì hôm nay quý vị có thể, ngày mai quý vị có thể đem đến cho anh em chúng tôi giúp cho quý vị. Và quý vị không nên coi như trả cho những cái người đó. Vì coi như trước đây mình đã đến đó mình xin họ chứ không phải là họ coi như bắt buộc mình. Vậy nên quý vị không nên coi như đem trả cho họ. Và theo cái kinh nghiệm thì
Khi mà quý vị còn giữ những cái bùa, cái phép đó, thì khi mà chúng ta ngồi thu năng lượng á, nó vào thì nó chỉ vào hết những cái bùa, cái phép đó, nó giải quyết quân bình những cái bùa, cái phép đó xong rồi nó mới vào trong cái cơ thể của mình, nhưng mà nó không làm cái luân xa của chúng ta bị dừng lại thôi. Đó là cái trường hợp thứ hai. Và cái trường hợp thứ ba là khi mà chúng ta không được phạm phải, và đó là khi mà chúng ta không được uống rượu, uống bia, những cái chất coi như kích thích lên men, coi như trong vòng 4 giờ, coi như trước khi coi như chúng ta luyện tập và đánh lốp. Thì sáng mà quý vị coi như chưa tập mà quý vị uống rượu, uống bia vào á, là chúng ta phải chờ cái hơi men trong cơ thể của mình nó hết cái nồng độ cồn ở trong cơ thể của mình thì quý vị mới được luyện tập. Đó. Vậy nên quý vị coi như nên sắp xếp cái thời gian là sáng là chúng ta nên ngồi tập để mình giữ được cái luân xa an toàn cho mình. Ví dụ ngày đó chúng ta có đi anh dỗ đi đám cưới, đi liên quan, thì chúng ta có thể uống rượu, uống bia thoải mái. Ngày sau chúng ta coi như luyện tập vẫn được như thường. Còn như quý vị coi như mình coi như chưa ngồi mà quý vị uống vào, thì uống rượu uống bia vào đôi khi nó vui quá mà. Mình uống đôi khi mình uống say mềm thì không những 4 tiếng mà 10 tiếng coi như quý vị vẫn coi như chưa tỉnh, thì làm sao mà giữ được cái luân xa cho mình. Đó là ba cái trường hợp mà sau này quý vị không nên phạm phải vào để cái luân xa của chúng ta nó bị dừng lại. Và khi mà coi như có người cái luân xa của mình bị dừng lại á, thì nó khai mở được. Và có người mà khi quý vị luân xa của chúng ta bị dừng lại rồi thì luân xa của chúng ta khai mở lại không được. Đó là cái nhân duyên sau này, nên quý vị hãy cố gắng giữ gìn cái luân xa đến coi như cuối đời của mình, đừng nên coi như là phạm phải vào một trong ba cái điều này để luân xa của chúng ta nó bị dừng lại. Và cái chương trình lý thuyết thì đến đây cũng xin coi như